Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài. Có ý kiến cho rằng tục ngữ là sự đúc kết những kinh nghiệm của dân gian trong quá khứ khi còn thiếu những tri thức khoa học, là kho tàng trí tuệ của dân gian xưa nhưng không phù hợp với thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay. Bằng những dẫn chứng từ những câu tục ngữ trong bài học hoặc đã học, em hãy bày tỏ sự đồng tình, không đồng tình với ý kiến trên. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Việt Nam ta có kho tàng tục ngữ ca dao rất phong phú và đa dạng. Có ý kiến cho rằng tục ngữ là sự đúc kết những kinh nghiệm của dân gian trong quá khứ khi còn thiếu những tri thức khoa học, là kho tàng trí tuệ của dân gian xưa nhưng không phù hợp với thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay. Quả thật, tục ngữ chính là sự đúc kết những kinh nghiệm của dân gian trong quá khứ khi còn thiếu những tri thức khoa học, là kho tàng trí tuệ của dân gian xưa. Tục ngữ vốn chính là những câu nói dân gian thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội, được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Ông cha ta đã để lại cho thế hệ sau cả một kho tàng ca dao tục ngữ vô giá về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Có nhiều lĩnh vực chưa được khoa học kiểm chứng, nhưng vẫn đưa vào thực hiện và đem lại hiệu quả đáng khích lệ. Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất phản ánh những hiểu biết của nhân dân về thế giới tự nhiên và công cuộc lao động chinh phục thế giới ấy. Ta có thể kể đến câu tục ngữ: đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Câu tục ngữ phản ánh kinh nghiệm về khoảng thời gian tháng 5, tháng 10. Tháng 5 đêm ngắn, chưa kịp nằm trời đã sáng. Tháng 10 ngày ngắn, chưa kịp cười đã tối. Như vậy, tháng 5 ngày dài, tháng 10 đêm dài. Hiểu biết trên đây đều xuất phát từ những lần quan sát và trải nghiệm thực tế. Áp dụng kinh nghiệm này, người ta chú ý phân bổ thời gian biểu làm việc cho phù hợp, chú ý khẩn trương khi làm việc, bố trí giấc ngủ hợp lý. Câu tục ngữ giúp con người có ý thức về thời gian làm việc theo mùa vụ. Cùng nội dung về thiên nhiên, câu tục ngữ sau đây phản ánh hiểu biết của dân gian về thời tiết. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Kinh nghiệm về những hiện tượng tự nhiên trong thiên nhiên cũng được đúc rút và cho kết quả rất chính xác. Khi trời nhiều sao, mau sao thì sẽ nắng. Khi trời không có hoặc ít sao, vắng sao thì mưa. Cơ sở thực tiễn của câu tục ngữ cũng là dựa trên quan sát trải nghiệm thực tế. Do ít mây nên nhìn thấy nhiều sao, mây ít trời quang, vậy là sẽ có nắng. Nhiều mây nên nhìn thấy ít sao, mây nhiều vậy trời sẽ mưa. Đây là một trong những kiến thức đơn giản, nhìn sao trên trời đêm hôm trước có thể đoán trước được thời tiết của ngày hôm sau để sắp xếp công việc. Không những thế, tục ngữ còn là kho tàng trí tuệ của nhân dân xưa. Đối với con người, học tập là công việc quan trọng suốt đời nên phải biết học tập mọi lúc mọi nơi từ nhiều người nhiều nguồn. Không thầy đố mày làm nên, học thầy không tày học bạn. Mới đọc, tưởng chừng hai câu tục ngữ đối lập nhau nhưng thực chất lại bổ sung chặt chẽ cho nhau. Cả hai câu, câu nào cũng đề cao việc học, chỉ có học tập, biết tìm thầy mà học thì con người mới có thể thành tài, có khả năng đóng góp cho xã hội và sống mới có ý nghĩa. Mặt khác, học hỏi ở ngay những người bạn cùng trang lứa cũng là một cách học quan trọng. Bản thân mỗi người có thể lấy đó làm gương, tu dưỡng nhân cách. Tục ngữ thể hiện những tri thức quý báu của nhân dân về mọi mặt trong đời sống của con người. Đó đều là những hiểu biết vàng mười đã được thời gian và sự thật cuộc sống thử thách sàng lọc. Điều đặc biệt là vốn tri thức ấy lại được diễn đạt bằng những hình thức vô cùng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ lưu truyền. Và bởi thế, cho đến ngày nay và mai sau, đó thực sự là vốn tri thức quý của chúng ta, giúp chúng ta có được những hiểu biết sâu rộng về tự nhiên và xã hội. Xã hội chúng ta ngày càng phát triển, kèm theo đó là những thành tựu về khoa học kỹ thuật ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu con người. Giờ đây, chúng ta có thể dễ dàng biết được thời tiết thông qua truyền hình dự báo thời tiết hay cách gieo trồng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những câu tục ngữ mà ông cha ta truyền dạy lại mai một không còn ý nghĩa nữa. Nó vẫn luôn có ý nghĩa thực tiễn, vận dụng vào trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt đối với những người nông dân chân chất, làm lũ. Họ vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy mà ông cha ta để lại để áp dụng vào đời sống lao động, sản xuất thường ngày. Những lý lẽ, những tri thức mà ông cha ta truyền bảo vẫn sẽ sống mãi với thời gian. Qua các câu tục ngữ mà ông cha ta để lại,
thể hiện trình độ sâu sắc về mọi mặt trong đời sống mà cha ông đã đúc rút qua nhiều năm tháng. Nhờ những câu tục ngữ đó, chúng ta đã tìm được rất nhiều những phương pháp tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Có như vậy, chúng ta mới biết quý trọng những gì mà cha ông để lại. Mỗi người chúng ta hãy sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với những gì cha ông để lại. Hết bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.